Chào mọi người nha, chào mọi người đã đến kênh của Châu Châu. Thì hôm nay là gia đình mình sẽ nấu một bữa cơm để phát cho những cô chú trong bệnh viện. Thì đây là trưởng đoàn, đây là bà ngoại giới thiệu đi. Đây là bà ngoại. Đó, đây là bà ngoại nè, đây là trưởng đoàn của hội nấu cơm cho mọi người. Gà. Đó. Thì bữa nay gia đình mình sẽ nấu món cơm gà. Rồi, xuống chút cơm đi bà. Rồi, mọi người hả sẽ theo dõi cái video của mình nha. Để coi hành trình mình sẽ làm như thế nào nha. Cảm ơn. Thôi mà tôi nghĩ đâu có canh đâu mà bỏ bịch làm gì, để hộp vậy luôn đi, đưa cho nó xong. Chữa trị cái nhóm này không đoạn bỏ đồ ăn. Đây là bà ngoại. Bà ngoại. Còn đây là cô Nhật. Dạ cô Nhật. Đây cô đang bỏ đồ ăn luôn. Bếp trưởng với phó bếp này, đây là một bếp trưởng một bếp phó hả? Hai lao công rồi. Đang công đậu bỏ đồ ăn. Cảm đi em thấy cô ấy đang đi từng khó khăn. Ủa không, mấy chị bỏ cho nước suối vô hả? Bỏ vô nó chạy hộp cơm đó. Không phải mà nước suối mày bỏ chỗ vô nguyên thùng nước suối đi tới đó cái đủ chỗ rồi. Cái thùng xe kia sao mà mày bỏ vô rồi sao mày bỏ thùng kia tới móc cái thùng ra rồi tới lấy một chai hộp. Giờ công đoạn là bỏ mình có cái hộp nào không có hết bỏ vô hay là gói luôn ta. Rồi sao? Bữa nhiệt đới rồi về đổ như vậy không bỏ đổ như đồng. Rồi đưa cái dầu đưa gà đi chỗ anh chim phụ cho. Nguyên mặt bầu ngoại á nha. Ở trên là có hết rồi, ở lớp dưới á. Cơm. Hello. Hai cô chú ơi bé mì. Trốn rồi. Bị trốn hả? Một phần với cái nước xuống cô lấy không cô? Dạ cô. Cho chú cùng lấy chai.
nữa không? Có thêm phần nữa.